Bây giờ em sẽ đọc một số bình luận cho anh nghe ha. Thấy mọi người cũng quan tâm hỏi nhiều, có nhiều người bình luận dễ thương. Đọc đại đi ha, không có cần biết ha, đọc cho anh nghe thôi. Đọc đi. Cái chị Nga Vi nè: má ơi, má làm việc nhiều với nước thì má nên mang bao tay không bị khô và hỏng bàn tay đẹp của má. Cái chị này ở sống ở Mỹ nha. Có bữa tối em có nói chuyện với chị rồi, chị nói á, chị nghe để chị cảm nhận, chị hiểu hết mà, chứ chị cũng không có bênh ai mà cũng không có bỏ ai, hiểu không? Nhưng mà chuyện gì đúng là chị sẽ ủng hộ người đó. Má cũng có làm, nhưng cơm mà lâu lâu con biết không, có cái nào mà nó má phải phải làm lên má, tại vì mà má đưa cho lại là thợ đó không có nắm ý, với lại mà cái chi tiết nhỏ nhỏ đó, con biết không, ví dụ như là thủ công á thì bây giờ hầu như là làm bằng máy không à, bằng máy đánh bóng cũng có kỹ thuật mới bây giờ, bằng hồi xưa thì đánh bằng tầm vong giấy nhám, bây giờ giấy nhám vẫn còn sử dụng nhưng mà cái tầm vong họ không sử dụng nữa, họ bằng bột sòn, thì cái bột sòn đó là mình chỉ có được cái là nó cái tổng quát thôi, mình nhìn vô thì tổng quát rất đẹp rất bóng, nhưng mà cái những như má mua bán lâu đời đó thì má nhận thức được cái thời mà cái truyền thống trước cái làm bóng với cái bấm bây giờ hai cái nó khác nhau, một cái á, thì nó bóng mướt, nó bóng mướt thôi, con nhìn vô thấy nó mướt rượt á, nhưng mà cái độ bền để mình đeo thời gian nó càng ngày càng bóng mà nó ngời luôn cái mặt mình lên đó, thì không có, mà làm cái bóng tầm vong này thì nó chi tiết dữ lắm, nó phải là bằng coi như là em làm nghĩa là tay chân em nó phải là thấm nước liền liền mà ngâm tầm vong, phải mua tầm vong không già không non đó, mà thử ra lâu lâu mới làm một lần à, ví dụ là cái món đồ này đẹp lắm đó. Nhưng mà má làm má đeo thì má phải sử dụng, vấn đề là chính tay má làm Má Tư là thường cái miếng này tối qua ngủ là ơn suốt đêm luôn. má Em qua là nhà mà cứ ịnh vô mặt vậy nè, nhưng mà hỏi mát không, mát không, không cái này không quảng cáo thì nha. Lần đầu tiên mà Má Tư lấy ra cái miếng này em thấy dễ thương đó, cái miếng đó thì dày cái đúng không? duyên của má nó mới trả người ta, trả giá người ta mới cái miếng này với cái miếng má đeo trong vòng cổ này nè, mà ra giả con má trả giá người ta cách đây 2 năm mà tao không có bán rồi má quên luôn, tại quên luôn không biết tại sao quên luôn, tại vì bán ế quá rồi cái không có nhớ, cái không 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 muốn gì nữa trơn, cái kệ đi rồi không không có đầu tư nữa, rồi bây giờ là coi như là nhờ cộng đồng mạng ra ủng hộ má rồi mua này kia nọ đó, rồi cái tự nhiên giờ má đi tìm, đi tìm hàng của cho cộng đồng mạng thì vô tình mới gặp con, má mới mua, má mua mới là má đeo Có đó. chị Thúy Phan nè: anh Thanh ơi, mấy hôm nay thấy gương mặt anh hơi buồn, lo cho bé Loan anh Năm. Má thì thật sự ra má không có buồn gì vấn đề mà trên pháp lý, có biết không, má buồn trên pháp lý đâu, tại vì trên pháp lý là rõ ràng là hợp pháp rồi, tại vì họ muốn làm gì đó họ làm, đó là quyền của họ, mình không có cấm được, mình cũng không nói được, nhưng mà hôm mấy hôm nay má cũng có buồn là gì, có cái cô bên đó cổ nói về bên kia, nhưng mà về bên kia thì nói chung họ cũng phải là trách nhiệm vấn đề đó họ phải chịu được là đúng rồi, tại vì họ là người châm ngòi, họ là người đốt nhà thì tội phạm của họ là đúng, nhưng mà mới buồn con cái là con biết không? Nó dính vô cái họ của cậu à, thì dù muốn dù không má sống với cậu là coi như là mấy chục năm mà, chứ đâu phải mới đây lúc má còn mới 22 23 tuổi là má đã sống với gia đình cậu rồi, làm thì làm nó cũng là một cái má coi như gia đình chứ, chứ nếu mà không coi như gia đình thì Hồng Loan má cũng ra coi coi như con ở đâu, tại vì đã chấp nhận coi cậu như là gia đình thì Hồng Loan thì má coi Hồng Loan như con, chứ nếu mà không coi Hồng Loan như con mà không tham gia gì vô hết thì họ không có lý do họ nói với má gì đó, nhưng mà sau lưng họ vẫn biết má là người ủng hộ Hồng Loan, nhưng mà ông má ủng hộ Hồng Loan trên tinh thần thôi, còn cái vấn đề pháp lý thì má nhường cho Hồng Loan với Ni làm cho làm, với Vũ Lương anh hai với chị ba nó làm cho làm, má lớn rồi má đâu có tham gia làm gì, nhưng mà mấy hôm nay mới buồn là mới nghe những người đó người ta chửi, mà chửi với nó là không còn cái gì để mà nói hết trơn, mà trong đó là cái họ võ của cậu, mà trong khi lúc cậu còn sống thì con thấy cậu còn sống cậu cứ kín tiếng, cậu không mang tiếng mang tâm gì hết trơn hết rồi luôn, cái Hồng Loan dù cho nó
có bước tới bước lui bước xuôi bước ngược trên những tình cảm của nó là quyền của nó. Thì tính của má mới nói thật với con á, bây giờ má thì má cũng có nói là gì, má không phải là người, má không phải là cái người hiền đến mức độ mà người ta nói hiền quá thì đâm lên nó khờ. Má không phải gì, má có hiền nhưng má không có khờ. Má rất giận, má chỉ má rất dữ. Nhưng mà nói thật cho con có hỏi Hồng Loan đi, từ ngày Hồng Loan còn nhỏ tới bây giờ có nghe câu nào mà ba Thanh la con hay chửi con? Chưa có luôn. Mình luôn cả không có đi Hồng Loan nha, má nhắc là nhiều lần, nói chung là chắc cũng già rồi, ôi nhắc đi nhắc lại luôn cả những đứa em, những đứa cháu, những đứa con sống với cậu, đi ủng hộ cậu để mà giúp cậu làm này kia nọ trong gia đình, má cũng chưa từng chửi đứa nào, cái chữ la chưa có, nên đừng nói cái tiếng chửi. Thì mấy hôm nay má nghe cái đó thì má cũng buồn, là vì khi cậu sống cậu rất kính tiếng thôi, thấy không, mà bây giờ vì cái chữ tham, chữ ích kỷ, chữ nhỏ mọn, chữ vô nhân tính, mà bây giờ một cái con coi như chửi mướn mà nó chửi luôn cả dòng họ thì buồn chứ con. Nhưng mà mấy người đó chẳng lẽ bây giờ mình chửi tay đôi với họ, hoặc là mình đánh tránh, đây là cái chuyện có thật thì người ta nói lên thì mình phải chịu. Nhưng mà má buồn, buồn con cái là má thương cậu, cái dòng họ giỏi của cậu, má xót cái điều đó gì vậy đó con. Có chị Hồng Hồng Diệp nè, anh Vũ Linh biết phân biệt đúng sai, người ta nói đâu phải gia đình ruột của anh, của anh nói mà phải đem lên bàn thờ của anh. Anh muốn yên nghỉ yên tĩnh và muốn đám người xấu đó biến khỏi nhà của anh ngay tức khắc. Ý là nói cái lúc anh Vũ Linh, giờ mà anh Vũ Linh á chết rồi á, anh Linh lắm á, biết mà anh Lâm biết hết. Nhưng mà anh Năm có cái này nè, biết không, cái quyết của anh Năm á, biết mà không có nói. Thành thử ra hồi nhỏ với đứa nhỏ thì sống với anh Năm cũng vậy, có bao giờ anh Năm la anh Năm nói không, không hài lòng anh Năm có đâu có nói đâu. Rồi anh Năm cứ kêu học với anh ngồi chơi vậy, rồi kể đó nó làm sai nãy kia cái nọ đó, rồi cái anh là người lệ, là người lệ là phải giải thích cho mấy đứa nhỏ biết. Anh Năm mà có cái tính đó đó, ủa không biết này nó ra bay đâu rồi ta, anh mới làm mới đó, anh mới vẽ nè, ủa nó bay đâu rồi, nó mỏng quá, nó bay đâu rồi, đây là con dưới nè, đâu trong đó đó, đây đây đây, anh Năm thì có cái đó đây. Biết cái điều thứ nhất á, anh Năm không hài lòng, anh Năm không nói. Một cái điều thứ hai nữa, cái khuyết của anh Năm là có cái khi nào anh Năm dễ tin người là khi nào mà có một suất bia bọt vô rồi mà để chêm cái hộp màu đỏ đó chứ, kêu bia bọt vô rồi á, tê tê rồi á, ai nói gì cũng nghe. Còn anh thì không có chuyện đó được. Như cái đợt vừa rồi, đợt cách đây lâu lắm rồi, rồi cái họ tung tin lên, họ nói với anh là Hồng Loan nó chửi anh với Năm đó, mà lúc anh chưa chơi Facebook nha, anh chỉ biết Zalo thôi. Thì họ nói với anh thì anh mới hỏi, ủa nó chửi ở đâu, nó chửi chỗ nào, ở trên nào, thì cái người kia trả lời với anh thì ông Lý Thông chứ ai, cái chửi trên Facebook. Thì anh mới nói ở đâu ông chụp hình, có đó tính nó tôi không có chơi Facebook, thôi ông chụp hình có đó lại ông gửi cho tôi coi xem. Thì khoảng 5 phút sau ông lại ông nói là ông gọi lại ông nói là nó trôi đi rồi, mà lúc đó anh cũng chưa biết cái chữ cái từ trôi là như thế nào, đâu hiểu đâu. Thì ông mới nói là lâu quá rồi chắc xóa bài hoặc gì đó đại khái gì. Thì anh cũng có điện qua anh Loan, anh kêu Hồng Loan, bé Loan không, mà chứ ông mới kêu Hồng Loan, sau này từ cái camera để lên mới gọi Hồng Loan thôi, chứ lúc trước là anh chỉ nói bé Loan thôi. Rồi anh gọi qua thì lúc nó ở bên nhà Hải, nó con ơi ba nghe người ta nói con chửi ba với ba Linh hả? Thì Hồng Loan nó con đâu có chửi đâu, nó nói nếu con không chửi thôi, còn có gì con không hổn gì được nha, ba nói rồi đó nha, đó chỉ có thế thôi. Thì anh Năm thì lại tin ở trong bằng đủ Năm tin, anh Năm tin thì anh Năm có tâm sự gì